bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn là chương trình Hành lang Sale Off đang được tổ chức tại tầng 3 của cơ sở 484 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở của FPT Laser. Và các bạn hãy đến đây để tham gia xem ở đây có gì đặc biệt nhé. Và địa chỉ này thì cũng là một địa chỉ nằm hơi xa trung tâm Hà Nội một chút, nhưng mà lại khá là gần và thuận tiện đối với những bạn nào ở khu vực Hà Đông hay là Nguyễn Trãi hay là ở các tỉnh khác. Mà ở đến với bến xe thì có gần bến xe Yên Nghĩa nên là rất là thuận tiện cho các bạn ở xa khu vực trung tâm Hà Nội. Và ở đây thì mình đang ở trong khu vực hành lang Sale Off với diện tích khoảng hơn 100m² và có đầy đủ tất cả các mẫu áo da và đồ da cho quý vị và các bạn lựa chọn. Bây giờ mình sẽ cùng đi vào trong khám phá nhé. Cho em hỏi là em thấy là ở đây cái không gian nó rất là lớn như thế này, thì không biết là anh có thể chỉ cho em cái hành chương trình hành lang Sale Off của mình đang nằm ở đâu không? Mình có thể giới thiệu qua cho bạn nhé. Đây là khu vực mình đang tổ chức cái chương trình. Cùng ra đấy nhá. Mình đang cùng tổ chức cái chương trình hành lang Sale Off. Đây là khu vực hành lang Sale Off, hiện là đang có những mẫu của Leatherman là Ruffy đang được giảm giá. Và ngoài ra thì có những mẫu là từ S2015 cho đến S2018 của FPT Laser cũng đang giảm giá khá là sâu, từ 1.6 triệu cho đến 2.5 triệu. Tức là giảm còn từ 1.6 triệu đến 2.5 triệu đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là từ 1.6 triệu đến 2.5 triệu đúng không? Dạ, vâng. Rồi. Thế còn những mẫu nào anh có thể giới thiệu cho em, có mẫu nào mà nữ cũng mặc được không ạ? Nữ thì đây, hiện đang có một số áo mẫu nữ của Leatherman. Và mức giá là khoảng bao nhiêu ạ? Mức giá đang là 2.5 triệu. Đây, em thấy là mức giá gốc của nó là... Giá gốc, ở dù bảo trong. Thắt chăn này. Cái thắt chăn này. Đâu? Là 3.5 triệu. 3.5 triệu. Mà hôm nay áo sale còn 2.5 triệu. Dạ vâng. Thế còn những áo da nam thì sao ạ? Áo da nam có cho người trung tuổi không? Em muốn trung tuổi thì có những mẫu áo da cổ bẻ của FPT Laser đây và đang là có mức giá là giá gốc là 4.5 triệu và đang được giảm còn 2.5 triệu. Ngoài ra thì ở bên này là dòng áo của Leatherman thì cũng có những mẫu áo cổ bẻ nhưng chiếc mẫu này đang sale từ 6.8 triệu còn là khá đẹp, còn 3.8 triệu. 6.8 triệu còn 3.8 triệu, thế là giảm khoảng tầm 3 triệu. Quá hời luôn. Thế từ cái ngày mà mình bắt đầu đợt sale của hành lang Sale Off này thì lượng khách hàng đến để tham gia chương trình này có đông không? Khách hàng đến khá là đông vì hầu hết khách hàng đến là những khách hàng sành, rất là sành cho đồ da. Họ đến họ tìm những cái mẫu mà kiểu như là đặc biệt ấy, nó hơi bị hiếm một chút. Thế là những cái mẫu ở hành lang Sale Off này có cái gì khác so với những mẫu ở trong kia ạ? Thường thì nó sẽ có giá, nó đang ở mức giá rất là hời. Và có một số mẫu nó là những cái mẫu ấy, gọi là sao ta? Trải nghiệm, chưa được bán. Chưa được bán ra thị trường, có như ở trong FPT Laser. Những cái mẫu đấy là những cái mẫu mới được chỉ được trưng bày ở trong cái phòng mẫu của bên mình không? Quý vị ạ, như vậy là những cái sản phẩm ở đây ngoài việc là nó được bán với mức giá khá là hời ra, ví dụ như cái này thì vừa được sale từ 6.8 triệu còn 3.8 triệu, tức là còn 3 triệu. Ngoài ra thì còn có một số các cái mẫu với mức giá là hơn 1 triệu đúng không anh? Vâng. Và ngoài ra thì quý vị ạ, ngoài cái việc giá hời ra thì đây còn là những sản phẩm mà chưa từng được bán trên thị trường, mà mới chỉ là sản phẩm trải nghiệm này và được trưng bày trong phòng thiết kế của FPT Laser thôi. Và như thế là chúng ta có thể mua được những sản phẩm với gọi là hàng limited quý vị đúng không ạ? Thế ngoài áo da ra thì mình còn có những cái gì khác không ạ? Như bạn thấy ở đây là bên mình đang có trưng bày những cái khoang phụ kiện. Thì cũng như áo da ấy, thì đây là một cái phụ kiện được sản xuất một số lượng rất là ít và nó cũng là số lượng của từng năm thôi. Màu vàng này khá xinh nè, mình có thể được cà phê zip hay là thẻ ngân hàng. Đấy, dùng khá là tiện. Nhưng cái này thì có được giảm giá không anh? Dạ, đều được giảm giá hết. Đây là giá gốc hay là... Đây là giá gốc ạ. Phụ kiện của mình thì có những sản phẩm phụ kiện gì ạ? Phụ kiện là mình gồm có thắt lưng này, ví này và có cặp. Và có một số những mẫu quần jean của bên mình. Quần jean này là... Nhưng mà FPT Laser là thương hiệu đồ da. Cái này là mình sẽ sản xuất để bán song song. Cái này là của Kojiba đúng không? Và cô hình như là theo em biết thì Kojiba cũng là một trong những thương hiệu con của anh. Em cảm ơn anh. Vậy là quý vị và các bạn vừa mới cùng Nhã Linh đi khám phá về chương trình hành lang Sale Off của FPT Laser với những chiếc áo da với mức giá chỉ từ hơn 1 triệu đồng.
Và ngay bây giờ đây, nếu như mà bạn là một người đam mê đồ da, muốn sở hữu cho mình những chiếc áo da độc và lạ với mức giá cực kỳ ưu đãi, thì hãy đến ngay cơ sở tầng 3 số 484 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc truy cập vào trong web fptleisure.com để cùng tìm hiểu về chương trình này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.